Chào anh em nhé. Mấy cả clip trước là tôi hướng dẫn anh em cách cắm giò. Thì giờ tôi xin hướng dẫn anh em chi tiết cái cách thu giò. Anh em lưu ý này, cái này gọi là anh em nhà tôi bán hàng thì gọi là giới thiệu chia sẻ với anh em thôi, chủ yếu là cho các bác mới chơi. Thế còn các bác là thợ chuyên nghiệp rồi thì là quá là dành rồi, xem cho vui. Còn các bác mới chơi thì xem để biết làm nhé. Đây, mình gỡ cái dây liên kết, mình buộc vào gốc cây ra nhé. Đây này, đây phía cuối này mình gỡ ra này. Rồi cặn giò đầu tiên. Nhá, cặn giò đầu tiên nhổ lên, thả lên trên lòng bàn tay của mình này. Đây, thả lòng bàn tay của mình thả vào đây. Đây, nhìn lưu ý nhé các bác nhìn này. Đây, các bác nhìn này. Cái ngón trỏ của mình là xiên vào cái vòng này nhá. Thế còn dây liên kết và chân mình vuốt ra xuống dưới này nhá. Rồi tiếp tục chân thứ hai này cũng như vậy nhá, là thu lên. Đấy, thu dần dần lên thì là nó không có bị rối. Đây là cái cách thu giò nhá. Rồi được rồi. Bây giờ tôi ví dụ đây là trường hợp mà mình thu lại để mình đi làm kèo khác. Thế còn trường hợp mà mình mắc bổi để mình gỡ nhé, mắc bổi để mình gỡ. Đây em thả xuống đây. Đây mắc bổi gỡ, ví dụ như là con bổi nó bị mắc ở cái giò trên này, ở trên này nó mắc gốc cây nó đứng rồi đang bị rẫy ở trên kia. Thế bắt đầu lúc đấy là mình từ dưới này mình lần lên này, em lần này. Dần dần lên này, dần lên đến cái chỗ này là mình túm gần chỗ này nhất này, gần cái con gà mà bổi bị mắc nhất, xong bắt đầu mình mới gỡ nó ra. Chứ các bác đừng có cầm từ phía dưới này nhé, đừng cầm từ phía dưới này giật cả một dây, như vậy là nó hút lại là không gỡ luôn. Thì đấy là cái lúc bắt bổi, nhưng mà nói vậy thôi, nhưng mà lúc bắt bổi thì nó cảm giác nó thăng hoa lắm, không nghĩ được cái chuyện rối rò đâu. Con này em quấn luôn đi. Không nghĩ được chuyện rối rò đâu, chắc là chỉ lao vào thú thôi. Đấy nha, đây là cái cách quấn giò, anh em quấn thu giò từ từ. Đấy, thu giò từ từ. Kèo này không được thì lại thu vào làm kèo khác nhé. Rồi xong bắt đầu mình quấn lại thôi. Các bác quấn làm sao nó càng gọn bao nhiêu thì đến lúc mình tỏ ra mình làm kèo mới này càng nhanh bao nhiêu nhé. Quấn khá này vào chưa? Mẹ càng nhanh thôi. Thế còn đa phần anh em mà dính bổi rồi là còn lười là thả nó vào trong túi xong về mới gỡ, hoặc là chuẩn bị tới có anh em dùng tới 5 bộ 7 bộ giò luôn. Bộ này nó mắc rồi thì rối rồi mình để lại đi về mà nhà mình gỡ xong lại bỏ bộ khác ra chơi. Đấy, nhé. Một bộ giò quy chuẩn như này là bình thường nó là 20 chân. Rồi xin cảm ơn anh em nhé.